Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vấp ngã, thầy đến bên con, nên bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra, nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào tha thức đêm thâu, rồi tháng năm nhăn nhòa vai sầu, vì thời gian dài đã không gieo con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giáng mây gầy thầy chở che chúng con. Mưa nắng hay vội, sóng tố chơi rơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng với bạch trên, quý ni trưởng, quý ni sư và chư tôn thiền đức ni tại bổn tự Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, trước khi vào buổi thuyết giảng chiều hôm nay, thầy xin chân thành kính chúc các vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, thân an tâm lạc và gặp nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Kính thưa các Phật tử, ngày hôm nay các Phật tử tinh tấn mỗi khóa như vậy đều về tịnh xá để mà tu tập. Chính vì thế thầy xin một lần nữa tán thán sự ham tu ham học của các vị. Thì kính thưa quý Phật tử, mình ham tu, ham niệm Phật, mình ham nghe giảng, rồi mình nghiên cứu những lời Phật dạy qua tất cả các bộ kinh tạng, cũng như là các quyển sách của các bậc tôn túc hòa thượng viết ra. Thì kính thưa các vị, mình xem như vậy, cũng như là mình thích nghe pháp như thế, mình có một sự cầu học như thế, thì mình sẽ tăng trưởng được cái phước trí. Cái phước trí hay còn gọi là huệ đó, cái phước huệ của chúng ta. Thì kính thưa các vị, như thế cũng chưa đủ, vì phương châm của Đức Phật dạy trên bước đường tu, chúng ta phải hội đủ hai điều kiện: phước và huệ. Hay nói thẳng ra, phước huệ cùng song tu. Như vậy thì mình đã ham thích nghe giảng, nghiên cứu giáo lý, mình đã có được cái phần phước huệ rồi. Nhưng bên cạnh đó, mình phải biết bố thí. Mình phải biết bố thí để mình gieo thêm cái phước vật chất nữa. Mình phải có cái phước vật chất nữa thì nó mới đủ. Thì muốn có được cái phước vật chất thì mình phải bố thí. Và phải nói rằng, trong vô lượng pháp môn tu, bố thí cũng là một pháp môn. Và bố thí là một pháp tu, cũng là cái tựa bài giảng mà chiều hôm nay thầy chia sẻ cùng với các vị. Xin kính mời các vị cùng lắng nghe bài giảng với tựa đề Bố thí là một pháp tu. Xin kính mời các vị cùng lắng nghe. Như vậy, bố thí là một pháp tu. Như vậy thì bây giờ cái đối tượng nào
để cho mình đáng cung kính, để mình phát tâm mình bố thí. Thì kính thưa các Phật tử, các Phật tử tự suy nghĩ coi cái đối tượng nào đáng để cho các vị cung kính, các vị bố thí, các vị phát tâm. Đối tượng nào? Hả? Đó chính là Tam Bảo. Cái đối tượng mà chúng ta cần nên suy nghĩ tới, cúng dường, phát tâm, bố thí một cách phải nói là chắc chắn, phước báo nhiều nhất, chỉ có Tam Bảo thôi, kính thưa các Phật tử. À, Tam Bảo thì gồm có Phật, Pháp, Tăng. Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tử sanh bao lần, từ bi trí tuệ rạng ngời, là thầy ba cõi trời người xưa nay. Pháp là phương thuốc diệu quyền, chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh. Như vầng trăng sáng lung linh, soi đường ra khỏi u minh mê mập. Tăng là những bậc chân tu, biết đời quyển mộng giả từ ra đi. Thấm nhuần trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, Phật là người khai sáng ra ánh đạo vàng này. Nhờ có Phật mà mình có được giáo lý mình tu. Mình mặc trên người chiếc áo màu lam, mình biết câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, và mình biết phúng tụng tất cả chân kinh Phật dạy. Đó. Thì Phật là người khai sáng ánh đạo và nói ra chánh pháp để mình nương theo mình tu học. Còn quý thầy, quý sư cô là những người nương theo lời Phật dạy, sống trong lời Phật dạy, và những gì quý thầy, quý sư cô chứng ngộ, cảm nhận được cái điều lành, điều dữ, và chia sẻ lại cùng các vị những điều lành, những điều an lạc hạnh phúc, để cho các vị tránh những cái nỗi khổ niềm đau, những cái điều không hay không tốt trong cuộc sống này. Như vậy Tam Bảo có đáng để cho các vị phát tâm bố thí hộ trì cúng dường hay không? Kính thưa các vị, đáng không? Đáng cho anh chàng pháo tay. À, về cái cách mà mình bố thí, mình phát tâm hộ trì cúng dường Tam Bảo, kính thưa các Phật tử, đối với Tam Bảo, Đức Phật của chúng ta dụng cái gì? Dụng cái gì? Dụng lòng. Hay nói thẳng là dụng tâm á. Chính vì thế các Phật tử cứ thản nhiên, cứ thành tâm, mình cúng dường những cái gì, cũng như là mình phát tâm hộ trì với cái khả năng mà mình có, cũng như cái điều kiện cuộc sống của mình đang có, nằm trong khả năng của mình. Cũng giống như trong bài kinh Thế Gian Phước, trong bộ hàm, Đức Phật nói với Ngài Mahayuna, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh, quý nam nữ Phật tử, tất cả chúng ta đều chúng sanh. Mà những người nào phát tâm cúng dường hộ trì Tam Bảo, dù là một cái chén, một cái tô, một cái niệm ngồi, một cái cục pin gắn vô micro, hay là một cái ly bằng nhựa, bằng đá này, hay là một cái trống, cái chuông, mình cúng dường một cây đèn, hay là mình cúng dường 10 bó nhang. Với cái tâm thanh tịnh cúng dường của mình như thế, với cái tâm thanh tịnh như thế, thì phước báo nhiều như là mây giữa hư không. Các Phật tử có nhìn thấy được cái nơi tận cùng của đám mây không? Có nhìn thấy được không? Không. Như vậy là phước của các vị cũng rất nhiều như là mây trên trời giữa hư không. Xưa kia có một cái cô này cổ sống bằng cái nghề gánh nước mướn. Vừa gánh nước mướn mà vừa nuôi mẹ. Chính vì thế cuộc sống của cô nó không có dư dả bao giờ. Vì vậy mà gần trọn 3 năm dài, cô ta dành dụm được 5 đồng tiền. Và với một cái tâm tôn kính hộ trì, muốn cúng dường Tam Bảo, cô đã phát đại bi tâm, đem 5 cái đồng tiền của mình có dành dụm trong vòng 3 năm cúng dường Tam Bảo, với cái tâm thành kính quỳ lại chư Phật, rồi cúng dường một cái vị hòa thượng
lúc này hòa thượng là vị tu hành đắc đạo, cho nên hòa thượng đã nhìn thấy được cái tâm lượng của cô quá lớn, cho nên đích thân hòa thượng phải ra tụng kinh cầu phước cho cô. Và không lâu cô ta đã được tiến cung làm hoàng hậu. Khi làm hoàng hậu rồi, lúc này cô ta giàu hay là nghèo, kính thưa các Phật tử? Giàu, phải không? Rất là giàu có. Đó. Thì cũng tưởng nhớ tới ơn xưa, cũng nhớ tới ơn của hòa thượng. Lúc này cô cũng quay trở lại cái ngôi chùa năm xưa. Đó. Và cô đem cái số tiền cũng như cái số vàng nó gấp trăm ngàn lần. Gấp trăm ngàn lần cái số lượng phải là 5 đồng ngày xưa. Có nghĩa là cô đem tới 10 mâm vàng. 10 mâm vàng để mà cúng dường Tam Bảo. Thì khi mà cô tới, cô đảnh lễ thắp nhang cúng dường lên rồi, thì cũng vị hòa thượng này, hòa thượng lúc này đã nhìn thấy cô đảnh lễ, nhìn thấy cô phát tâm cúng dường rồi. Thì lúc này hòa thượng sai một vị chú tiểu ra tụng kinh cầu phước cho cô. Thì đố các vị, lúc này các vị hoàng hậu này chịu không? Chịu không? Thắc mắc liền chứ. Thắc mắc liền, tại sao ngày xưa con cúng có 5 đồng thôi mà hòa thượng ra tụng kinh cầu phước cho con? Bây giờ con cúng có số lượng gấp trăm ngàn lần nhiều hơn nữa, mà sao hòa thượng không ra tới mà hòa thượng cầu phước cho con? Rồi vị hòa thượng mới nói rằng, xưa kia dù chỉ là 5 đồng, nhưng mà cái tâm thành kính của cô nó lớn, nó quá lớn đi, cho nên đích thân hòa thượng phải ra tụng kinh cầu phước cho cô. Như thế thì nó mới cân sức, nó mới cân xứng đáng với cái tâm của cô. Còn bây giờ cô tới cô cúng dường rất là nhiều vàng bạc, đây là một cái điều sự thật không chối cãi, nhưng cái tâm lượng của cô lúc này nó nhỏ như là 5 đồng ngày xưa của cô vậy á. Nó nhỏ như là 5 đồng. Lúc này cô cúng dường tiền bạc nhiều, nhưng tâm của cô nó nhỏ xíu à. Nó không có thành kính như lúc trước. Cho nên từ cái chỗ thiếu tâm thành, thiếu thành kính, thì một vị chú tiểu ra tụng kinh cầu phước là đủ rồi. Thì qua câu chuyện này, thầy muốn gửi tới các Phật tử rằng, chúng ta tu, bây giờ cái điều kiện cuộc sống có những người giàu, có những người khá, có những người nghèo, có những người trung bình. Nhưng mà đa phần là những người trung bình, những người khá là nhiều. Còn giàu thì sao? Rất là ít. Chính vì thế cuộc sống của các Phật tử còn bôn ba, còn phải làm ăn, vất vả, nương nhờ nơi con cháu. Vì vậy mà mình có một cái tâm muốn bố thí hộ trì cúng dường Tam Bảo, thì các Phật tử đó, các Phật tử cúng dường với cái khả năng của mình, với cái điều kiện của mình, mình hộ trì, mình có tiền nhiều, cuộc sống dư giả, thì mình phát tâm mình cúng dường cái trống, cái chuông, hoặc là tiền điện, tiền nước mỗi tháng, hoặc là những ngày lễ Tết đến này kia đó, đó mình phát tâm mình cúng dường. Còn bây giờ thí dụ như điều kiện của mình nghèo, thì như thầy vừa nói, mình cúng dường cái gì? Cái tô, cái chén, cái đũa, cái muỗng. Cúng dường chai nước suối. Được không các Phật tử? Được không? Mình cúng dường 1 lít nếp. Mình cúng dường 10 kg gạo. Được không? Nó có nằm quá khả năng của các vị không? Nó nằm trong khả năng các vị phải không? Như vậy thì đối với Tam Bảo, mình có một cái tâm phải bố thí cúng dường hộ trì như thế đó, thì các Phật tử cố gắng, đó là một cái ruộng phước báo nhiều nhất. Và bảo đảm chắc chắn 100% rằng cúng dường Tam Bảo chỉ có lời chứ không có lỗ. Đúng không các Phật tử? Đúng không? Đúng cho chàng pháo tay nữa. Thì cái đối tượng đầu tiên để mình phát tâm, mình bố thí, mình cúng dường để cho tăng trưởng cái phước báo đó. Và cái đối tượng đầu tiên chính là Tam Bảo. Và cái đối tượng thứ hai để mình tiếp tục mình bố thí nữa, đó là mình bố thí là những người xung quanh mình. Chẳng hạn xung quanh mình phát tâm, mình nhìn thấy những người nào người ta nghèo khổ á, mình phát tâm bố thí giúp đỡ những người nghèo. Những người ta nghèo, những người ta nghèo thì có đáng để cho các Phật tử phát tâm, các Phật tử bố thí không? Đáng không? Đáng chứ.
đất nước của mình từ Bắc chí Nam. Cộng lại phải nói rằng những người ở trung tâm thành phố về cuộc sống á, thì có thể là mình nói là người ta giàu có, hạnh phúc. Nhưng đi về những cái nơi vùng tỉnh, đặc biệt các xã, thị trấn ở vùng sâu, vùng xa thì họ rất nghèo, kính thưa các Phật tử. Họ rất nghèo. Mình ở thành phố, mình làm một ngày, mình kiếm 100 ngàn, 50 ngàn, nó dễ. Nhưng mà ở vùng quê, một ngày kiếm 100 ngàn, hơi bị khó. Hơi bị khó. Ngày xưa thầy đi đậu lúa, ngày là dữ lắm là được là 3 ngàn, 2 ngàn rưỡi là hết sức. Tại vì bó lúa, mình đậu lúa 300. Mà ai đội được 2 bó thì 500. Thầy cũng bắt trước, thấy nào đội 2 bó, mà bắt trước mình đội 2 bó. Đội cái mình đi ngang bằng mương, cái mình bước xuống cái lúng luôn. Lúng luôn à, nặng quá nó lúng luôn, dừng luôn cái chân mình, phải nói mình thục lên nên bước nữa đó, bước thêm, bước nữa, bước không nổi. Nặng quá cho nên bước xuống sình là nó lúng luôn. Còn người ta lớn hơn mình, cho nên là người ta vác một lần 2 bó lúa, mà người ta đi rất là nhanh, rất khỏe. Còn lúc đó mình nhỏ mà, à, nhỏ một bó đó là mình vác là vừa, nhưng mà mình tham, mình vác 2 bó, cho nên à, đi xuống sình, đi ngang phóng ngang đường mương là phóng xuống cái là dính dưới luôn. Thì một buổi mình vác như vậy thì có được chừng cao dữ lắm là chừng 3 ngàn. Thì cái sự cực khổ của những người dân quê nó rất là vất vả, rất là tội nghiệp, đáng thương. Chính vì vậy mà chúng ta là những người sống trên Sài Gòn, chúng ta phải có một cái nhìn. Tuy là xung quanh mình nhà lầu xe hơi, cho nên mình nhìn lên không à, mình thấy mình nghèo. Chứ khi các Phật tử mà chịu nhìn xuống thì các Phật tử nhìn thấy đôi lúc là cuộc sống mình nó cũng tương đối. Thì đã nói tới người nghèo là những người khổ cực, thì những người khổ cực chúng ta đã biết họ nghèo thì chúng ta mở rộng cái tấm lòng từ bi nữa, mình tiếp tục mình giúp họ. Tại vì họ là cái đối tượng để mình bố thí. Các Phật tử có sợ nghèo không? Mình sợ nghèo chứ. Mình sợ nghèo thì bây giờ mình phải bố thí cho những người nghèo để chi? Để tương lai mình không có nghèo giống như họ. Mình bố thí giúp đỡ những người nghèo, đó là một cái ruộng phước điền. Nó là một cái ruộng phước điền trong những cái ruộng phước điền mà Phật dạy. Chính vì thế những người xung quanh các Phật tử nhìn thấy những người lớn tuổi, những người già neo đơn, những người không có cơm ăn áo mặc, không có nghề nghiệp, thấy họ khổ quá, các Phật tử giúp họ, cho họ 10 ngàn, 20 ngàn, hay là 5 lít gạo, 10 lít gạo, hay là cho họ 2 chai nước tương, cho họ 1 thùng nước họ uống. Kính thưa các Phật tử, đó là những việc làm nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình, cũng như đó là một cái đối tượng để mà mình nuôi dưỡng lòng từ của mình, và mình san sẻ cái nỗi khổ của họ bằng cách là bố thí cho họ vật thực. Đó, mình làm được như vậy thì kính thưa các Phật tử, đó là một cái đối tượng để mình bố thí, và đó cũng là một cái đối tượng để mình bòn phước cho mình. Các Phật tử nên nhớ đó là một cái đối tượng để mình bòn phước cho mình. Thì người nghèo là đối tượng để mình bố thí, mình bòn phước. Nhưng khi mà nếu họ nghèo quá thì sẽ sanh cái gì, kính thưa các Phật tử? Nghèo khổ quá thì sẽ sanh cái gì hả? Sanh gì cô? Trộm cắp hả? Nghèo khổ sanh trộm cắp cũng có lý, nhưng mà không phải là cái ý chính thầy hỏi trong cái lúc này. Nghèo khổ thì sẽ sanh gì? Sanh cái gì? Mình nói một cách cho nó tích cực đi, chứ mình không nói tiêu cực. Nghèo khổ quá thì sanh gì? Thí dụ như là ăn không no nè, mặc không ấm nè, ngủ không yên nè, thì sanh gì? Sanh bệnh. Sanh bệnh. Cô nói đúng nè, nó cho chàng phát tay coi, sanh bệnh. Tại vì thí dụ giờ mình ăn không đủ no nè, mình thèm cái món này, thèm cái món kia, nhưng không có tiền thì ăn được không? Không. Tối nằm ngủ lo lắng suy nghĩ ngày mai không biết cơm đâu ăn. Chính vì thế mà từ những cái suy nghĩ đó, từ những cái thiếu thốn, nghèo khổ nó sanh, sanh bệnh. Sanh bệnh thì giờ sao? Thì cái đối tượng thứ hai là mình bố thí giúp đỡ người nghèo.
Bây giờ cái đối tượng thứ ba nè, là mình bố thí giúp đỡ những người bệnh nè. Tiếp tục, các Phật tử có sợ bệnh không? Có không? À, ai không sợ bệnh mà. Đâu có tốt đẹp gì đâu không sợ. À, bệnh ai cũng sợ, bản thân thầy cũng sợ. Nói chung là tất cả chúng ta trong đạo tràng này ai cũng sợ bệnh. Chính vì cái chỗ mình sợ bệnh, bây giờ mình phải tu như thế nào để mà mình giảm bớt cái bệnh của mình. Đó, thì bây giờ mình thấy người ta bệnh, mình phát tâm. Nếu người ta bệnh mà cuộc sống người ta dư giả thì không nói gì. Còn nếu như người ta nghèo, người ta khổ, không có tiền uống thuốc, không có tiền nằm bệnh viện, thì lúc này các Phật tử làm cách nào để nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình đây? Làm cách nào? Hả? À, mình thấy người ta bệnh, mình khởi cái lòng thương. Mình khởi cái lòng thương, mình giúp đỡ họ từ vật chất tới tinh thần. Cũng giống như cái điều kiện của mình có bao nhiêu thì mình giúp bao nhiêu. Chứ chúng ta đừng có mở rộng từ bi chúng ta nó quá trớn. Thấy người ta bệnh tội nghiệp về bán nhà đem tiền cho người ta trị bệnh. Xong rồi mình muốn ở nhà trọ luôn. Như thế là không được. À, như thế là không được. Mình chưa phải là Bồ Tát đâu. Mình làm những cái hạnh đó là hạnh dữ dội đó. Độc thân á, làm còn đỡ. Nhưng mà mình bán nhà rồi chồng con ở đâu? Cái đó là tiếp tục lôi thêm cái khổ. À, cho nên các Phật tử là chúng ta cũng là những người bình thường. Thì với cái khả năng bình thường, những gì chúng ta có thì chúng ta giúp đỡ. À, thì bây giờ những người xung quanh mình là những người đau bệnh khổ sở, cũng như thế mình tiếp tục giúp đỡ họ. À, mình có tiền thì mình cho họ mượn để họ uống thuốc. À, hay là mình phải là mình ngon lành hơn nữa, mình cho họ luôn. À, mình cho họ luôn để cho họ lấy số tiền này, họ mua thuốc, họ uống, họ đi nằm viện này kia rồi vân vân. À, mình làm được như vậy, kính thưa các Phật tử, đó là mình sẽ tăng trưởng thêm một cái phước báo nữa. Và giúp đỡ những người bệnh cũng là một cái ruộng phước điền. Và cái đối tượng người bệnh này là cái đối tượng để cho chúng ta bố thí, đáng để cho chúng ta bố thí. Thì thí dụ như quý nam nữ Phật tử nào mà chúng ta cảm thấy là cái tâm hồn của mình, cái dục vọng của mình nó dâng cao quá, mình nó làm cản trở cái bước đường tu của mình á, thì hàng ngày quý nam nữ Phật tử nên hàng ngày hay là một tuần, các vị có thể đi vào những cái bệnh viện trung tâm chỉnh hình hay là bệnh viện ung bướu nữa. Đi vô đi, thì nhìn thấy những cái cảnh đó rồi, tự nhiên kính thưa các Phật tử, những cái sự ham muốn của mình nó sẽ giảm liền một cái đùng. Giống như là cái bông bóng bay á, nó bông bay á, mình chích vô cái là nó dắt xuống liền. À, là những cái tâm ham muốn, những cái dục vọng của mình từ trước giờ nó dâng tràn. À, bây giờ mình nhìn thấy những cái cảnh đó, tự nhiên cái mình thấy sợ liền. Chính vì thế mà trong tứ niệm xứ Đức Phật mới dạy chúng đệ tử là thường là quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh để cho đường tu được dài lâu, được mãi mãi. Nhưng Phật dạy, bây giờ mình đọc lại cái lời Phật dạy thì mình đọc thôi, mình không có nhìn tận mắt, không có đối diện cái hiện thực, cho nên chúng ta còn mơ hồ. Chúng ta sẽ là chưa cảm nhận được cái khổ từ nơi thân. À, cho nên mình cứ ham muốn. Cho nên mình cứ ham muốn. Vì cái chỗ ham muốn cho nên sanh tử luân hồi trong đời này, sanh tử tiếp nối, sanh tử từ khổ cái khổ hoài không hết được. À, vì vậy quý nam nữ Phật tử chúng ta thấy những người bệnh mà mình phát tâm, mình giúp đỡ, mình thương yêu họ, thì kính thưa các Phật tử, như thầy vừa nói, đó là một cái ruộng phước điền, cũng như đó là một cái đối tượng đáng để cho chúng ta phát tâm, chúng ta bố thí. Ừ. Thì cũng như bây giờ quý nam nữ Phật tử chúng ta là những người về tịnh xá Ngọc Lâm này để mà tu hành, thì kiếp trước các vị đã từng là bạn bè thân bằng quyến thuộc, hay là sống chung một làng, một ấp, một xóm, đã có một cái nhân duyên tốt với nhau rồi. Cho nên hôm nay tiếp tục gặp nhau ở tịnh xá Ngọc Lâm này, thì hàng đêm các vị về chùa, về tịnh xá, các vị tụng kinh, hay là các vị thường xuyên đi
cùng với nhau tu tập ở những cái đạo tràng Bát Quan Trai tại tỉnh xá của mình hay là những cái nơi khác, thì khi huynh đệ bạn bè đã quen mặt với nhau hết rồi, nhưng mà trong số bạn bè huynh đệ này có một vị nào đó nam hay là nữ lâu quá rồi mình không thấy họ, không biết họ như thế nào, thì các Phật tử với một cái tấm lòng, với một cái tình đạo hữu Linh Sơn Pháp Lữ, các Phật tử phải quan tâm, phải hỏi thăm xem các bạn mình như thế nào. Nếu như là bạn bè của mình bị bệnh thì mình phải thể hiện cái tinh thần đoàn kết, mình phải thể hiện cái tinh thần của nó là bạn lữ với nhau, mình phải hợp huynh đệ lại, mua sữa, mua đường, mua gì đó, hay là để bao thư đi thăm bạn mình. Tuy là cái cuộc đi thăm của mình, cái số tiền hay là cái món quà mình tặng nó không đáng là bao, nhưng làm cho người bệnh ta vui. Người ta vui nhờ cái vui này mà mau hết bệnh. Nhờ cái vui này còn mau hết bệnh. Chứ thí dụ như là cùng là huynh đệ với nhau tu tập, mà khi nằm bệnh không thấy bóng hình cô nào, huynh nào, tỷ nào đi thăm hết, đố các Phật tử buồn hay không? Buồn chứ, buồn dữ lắm. Buồn là, cái này là phải là cái buồn này là cái buồn rất tội nghiệp. Chính vì thế các Phật tử phải thể hiện cái tấm lòng của mình, cái tinh thần bạn hữu của mình đối với nhau. Cũng giống như ngày xưa có một vị tỳ kheo nằm ngã dưới đống phân, rồi trong đó lúc đó là Đức Phật và A Nan mới đi kinh hành, đi ngang nhìn thấy như vậy, rồi mới là khiêng anh này vào trong phòng tắm rửa xong xuôi rồi Đức Phật mới hỏi: tại sao con nằm ngoài kia? Thì cái vị tỳ kheo này mới nói rằng: bạch Thế Tôn, con bị bệnh kiết lỵ, trong lúc con đi ra ngoài như vậy á, rồi con không kiềm chế được cái căn bệnh của con, cho nên con té xuống con nằm xỉu luôn. Thì khi nói như vậy xong rồi, Đức Phật mới hợp đại chúng lại và Đức Phật quở. Đức Phật nói rằng: quý thầy đã từ bỏ quê hương xứ sở, từ bỏ những cái hạnh phúc riêng tư bên ngoài, về tinh xá để mà tu tập. Mà nếu như không có sự quan tâm với nhau thì không được. Thì chúng ta thiếu đi cái tình huynh đệ quá. Và trong giây phút này Đức Phật nói rằng: nếu như các vị tỳ kheo muốn nhớ ơn của ta, muốn chăm sóc Như Lai, muốn được gần gũi Như Lai, muốn được đền ơn Như Lai, thì trước nhất các vị phải có sự quan tâm lẫn nhau. Những người nào quan tâm lẫn nhau, huynh đệ của mình sống chung mình quan tâm với nhau như vậy, những người nào làm được như thế là đang quan tâm tới Như Lai. Thì cái lời dạy này mình hiểu sâu hiểu rộng ra, không chỉ riêng là quý thầy quý sư cô mới thực hành cái lời này, mà các Phật tử cũng thực hành cái lời dạy này. Mình về chùa mình tu tập như thế này thì quá khứ các vị từng là người thân với nhau rồi, từng là huynh đệ với nhau rồi, cho nên hôm nay tiếp tục gặp nhau tại quận 6 này, tại tịnh xá Ngọc Lâm này là một cái phước duyên rất lớn. Chính vì thế các Phật tử huynh đệ mình có ai bệnh hoạn, mình quan tâm, mình hỏi thăm là mình đang thực hành đúng lời Phật dạy. Và những người nào bệnh hoạn đau yếu xung quanh mình giúp đỡ được họ 5.000, 10.000 thì mình cũng phát tâm mình giúp đỡ họ. Kính thưa các Phật tử, mình làm được như vậy tiếp tục mình tăng trưởng cái ruộng phước điền nữa. Thứ hai nữa là những người bệnh là một cái đối tượng đáng để cho các vị giúp đỡ, các vị bố thí, các vị cho họ. Họ bệnh, họ nghèo, họ khổ, có đáng để cho các vị giúp đỡ, các vị bố thí không? Đáng không? Đáng thì cho anh tràng pháo tay. Như vậy thì trước nhất là chúng ta phát tâm bố thí cúng dường hộ trì Tam Bảo là một, rồi chúng ta biết bố thí giúp đỡ người nghèo, người bệnh là ba. Như vậy thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, tiếp theo một cái đối tượng nữa để cho mình cần phát tâm mình bố thí, đó là mình phát tâm bố thí xây bắt cầu đường và san lấp nơi hiểm trở.
mình phát tâm xây bắc cầu đường và san lấp nơi hiểm trở. Nói xây bắc cầu đường, thầy nhớ lại những cái tháng ngày mà cầu Mỹ Thuận chưa bắt qua, kính thưa các Phật tử, hay là cầu Cần Thơ chưa có làm cầu á, lúc đó chỉ là những chiếc phà thôi á. Thì từ trên thành phố mà mình về, muốn đi về Cà Mau, muốn đi về các tỉnh ở dưới á, những ngày thường á là phải chờ phà ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Mà gặp cái dịp Tết nữa rồi thì kính thưa các Phật tử, nó kẹt xe rồi nó kẹt phà nữa thì thôi rồi luôn. Chờ 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ chưa qua được cái sông, chưa được qua phà. Cho nên từ sáng sớm mà từ thành phố mà về tới nhà, về tới nhà, về tới quê mà Bạc Liêu hay Cà Mau gì đó thì nó 8-9 giờ đêm, có khi 10 giờ luôn. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ chúng ta có cầu Mỹ Thuận, chúng ta có cầu Cần Thơ, chúng ta có cầu Rạch Miễu, cho nên cái sự lưu thông qua lại rất mau, rất nhanh, rất lẹ, không còn kẹt xe kẹt phà nữa. Thì phải nói rằng nhà nước chúng ta cũng có phước và nhiều quý thầy quý sư cô, cũng như những phái đoàn từ thiện của thành phố Hồ Chí Minh, những câu lạc bộ từ thiện, người ta đi về những cái nơi phải nói là gọi là khỉ ho cò gáy đó, những cái nơi phải nói là thăm thẳm chiều trôi đó, những cái nơi đó để người ta phát tâm, người ta xây bắt những chiếc cầu. Thường thường ở dưới quê thì các Phật tử sẽ cảm nhận được, nghe nói dưới quê mà sông suối nhiều thì sẽ có cầu gì? Cầu khỉ. Có cầu khỉ thì là chỉ đi được thôi, nhưng chạy xe được không? Không. Chính vì thế có những nhà hảo tâm, người ta về những cái nơi phải nói là khổ cực như thế, người ta phát tâm xây một cái cây cầu xi măng bề ngang phải nói là 1 thước thôi, 2 thước thôi. Và cứ như thế người ta phát tâm hết xây chỗ này, tới xây chỗ kia, xây chỗ nọ. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, thì với một cái câu lạc bộ, với những cái tâm hồn của các vị mạnh thường quân làm như thế là họ phước báo rất nhiều. Nhưng chúng ta thấy cái việc làm của họ nếu như đủ duyên thì các Phật tử cũng nên gieo cái duyên này. Tại đây cũng là một cái việc làm, đây là một cái ruộng phước điền hết sức là thực tế. Các Phật tử với cái tâm thành của mình, cũng như là mình cúng dường tam bảo, với cái tâm thành của mình, mình bố thí 100 ngàn, nếu mình tiếp cho cái công việc, cái hành trình hướng thiện của họ, những cái việc làm thánh thiện này, 100 ngàn, 200 ngàn hay là 1 triệu, tùy theo khả năng điều kiện của các Phật tử. Để làm chi? Mình góp một bàn tay, cùng với nhau góp một bàn tay để mà mình làm những cái việc tốt, những việc lành trong xã hội này, để phước báo mình càng ngày càng tăng trưởng, mà đạo tâm của mình càng ngày càng tăng trưởng. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, xây bắt những chiếc cầu như thế, chúng ta nên nhớ phước báo rất nhiều. Tại vì chúng ta nói lại hai bên bờ yêu thương, bên này xong bên kia xong, mình nói lại cái cầu, người ta lưu thông qua lại dễ dàng. Trong những lúc mà đau yếu bệnh hoạn mà đi ngang cầu khỉ, chắc đi không khéo cái rớt xong luôn quá, phải không? Nhưng hôm nay có những cái cầu bề ngang 1 thước, 2 thước đó, mà mình phát tâm mình làm như thế thì phước báo vô lượng. Cũng như là trước nhà của mình, trước cổng chùa của mình, có những cái nơi nào nó gồ ghề, nó ổ gà, ổ dịch quá đó, thì mình phát tâm mình làm, hoặc là mình mướn, mình thuê người khác làm đó, mình mua đá, mua xi măng về mình tráng những cái ổ gà, ổ dịch này, để cho mọi người người ta chạy xe không té đó, là một cái điều phước báo tiếp theo nữa. Mà những cái nơi gồ ghề, ổ gà, ổ dịch như thế, đâu phải là mọi người chạy xe không? Trong đó có con cháu của chúng ta và có cả chúng ta, phải không các Phật tử? Có chứ. Chẳng hạn như hôm nào mà các Phật tử mà đi hộ niệm khuya quá, chạy xe về không thấy đường mà lủi nghe cái ổ gà, ổ dịch thì sao? Té thì mặt mày sao? Chầy chụa hết, mất đi cái vẻ đẹp. Chính vì thế mà mình biết sang lấp những cái nơi hiểm trở, gồ ghề, ổ gà, ổ dịch như thế lại là một ruộng phước điền nữa. Thầy đố các Phật tử, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vị Bồ Tát nào chuyên thực hành cái hạnh phải nói là sang lấp nơi hiểm trở và xây bắc cầu đường, cái vị Bồ Tát này tên gì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Chị Địa Bồ Tát, phải không? Chính xác không? Con chẳng phá tay nữa. Chị Địa Bồ Tát,
là một cái vị phải là Đại Bồ Tát chuyên thực hành cái hạnh này. Cho nên các Phật tử nên nhớ rằng Bồ Tát làm cái việc này thì mình làm bắt chước, mình bắt chước mình làm cái việc này thì mình cũng giống như là Bồ Tát. Mà mình không phải là Đại Bồ Tát, nhưng mình chỉ là những vị phải nói là đang gieo duyên tiểu Bồ Tát mà thôi. À, cho nên đó cũng tiếp theo là một cái ruộng phước điền, à, là một cái đối tượng để các Phật tử phát tâm, các Phật tử bố thí, các Phật tử làm. Thì mình giúp đỡ cho người ta được lưu thông, chạy xe, chạy qua, chạy lại, xây cho người ta những chiếc cầu để người ta chạy như vậy. Thì kính thưa các Phật tử, phước báo của mình, à, cái phước báo mình sẽ được hưởng là mình sẽ có tuổi thọ lâu dài và thân bằng quyến thuộc trong nhà của mình, à, luôn luôn ăn đời ở kiếp với nhau một cách phải là tới răng long đầu bạc, à, không có đổ vỡ nửa chừng. À, đó là những cái phước báo rõ ràng. À, thì đó là những phước báo rõ ràng. Nhưng còn một đối tượng nữa, à, còn một cái việc làm nữa, à, một cái việc làm nữa để cho chúng ta phát tâm, chúng ta bố thí, chúng ta làm. Đó là chúng ta phát tâm bố thí nguồn nước. Bố thí nguồn nước là bố thí gì, kính thưa các Phật tử? Là bố thí nước uống á. À, nguồn nước có nghĩa là nước uống thôi. À, mà nói tới nước uống, bố thí nguồn nước. Thầy nhớ hồi nhỏ, lúc thầy 12, 13 tuổi, thì kính thưa các Phật tử, mình là con nhà nghèo mà. Cha mẹ thì hừng sáng là đi ăn cơm nguội đi làm, tới chiều mới về. À, mình là con cả trong nhà, cho nên mình gánh vác công việc của cha mẹ, lo lắng cho mấy đứa em, gánh nước, bữa củi, nấu cơm, làm láng hết. À, mà đi gánh nước đâu phải là cái dòng sông nó gần nhà mình đâu, kính thưa các Phật tử. Nó xa 2 cây số là... Nó xa 2 cây số mà mình gánh nước mà sức mình nhỏ mà làm sao mình gánh đầy một đôi được. Có nghĩa là cũng là một cái thùng, nhưng mình chỉ gánh lưng lưng thôi. Chứ gánh đầy thùng sao gánh nổi. À, mình gánh lưng lưng thôi. À, gánh nước đường xa như thế, đường xa như thế mà một buổi như vậy gánh dữ lắm là chừng 5-6 đôi. Từ chỗ đường xa gánh nước, đường xa gánh nước gánh giết nó lùng luôn. Lớn hết nổi. À, gánh giết nó lùng luôn, lớn hết nổi, kính thưa các Phật tử. Thì trong lúc như vậy á, khổ cực như thế, có những vị tiếp theo là những vị mạnh thường quân trên thành phố xuống nè. Những tấm lòng đại từ đại bi hảo tâm, người ta nhìn, người thấy cảnh khổ của cộng đồng, của quê hương. À, người ta phát tâm, người ta vận động tiền bạc đi về và người ta xây, người ta đào, khoan giếng, kính thưa các Phật tử, người ta khoan giếng nước. 500 mét là khoan một cái giếng nước, 500 mét là khoan một giếng nước. Và cứ như thế, thầy không còn đi đường xa gánh nước nữa. À, mà từ nhà mình đi lại cái giếng nước 500 mét thôi, nó gần. Cứ đem thùng đi tới đó xong rồi là mình có thục. Thục là nước, đầy thục là mình gánh về. Nhờ cái chỗ mà phải là 500 mét gánh nước gần như thế, cho nên bây giờ nó lớn cao được chút xíu. Không thôi là lùng luôn rồi. Không thôi là lùng luôn rồi. À, thì những cái việc làm như thế bây giờ mình đi tu, mình mới biết. Đó là những cái ruộng phước điền. Những cái việc làm này là những cái việc làm của những vị Bồ Tát hóa thân mà, kính thưa các Phật tử. Người ta đi về, người ta thấy được cái nỗi khổ của cộng đồng, của quê hương. Rồi người ta đi xin lên, ta vận động xin tiền bạc nó cũng mắc cỡ lắm, kính thưa các Phật tử. Có những người ta không biết á, ta nói là mượn đi làm như thế rồi tiền bỏ túi riêng, cũng tội nghiệp cho những nhà hảo tâm đó. Nhưng mà họ hy sinh cái riêng, họ sẵn sàng bị chà đạp, họ sẵn sàng bị người ta sỉ nhục, nhưng mà họ làm những điều phước thiện. Bây giờ mình đi tu mình mới nhìn thấy được, đây là những cái hạnh của chư Bồ Tát hóa thân. Cho nên bây giờ kính thưa các Phật tử, bây giờ mình đất nước mình văn minh rồi, không còn xài nước giếng nữa. Mà bây giờ mình xài nước gì? Nước máy, nước công tơ không à? À, ở dưới quê cũng vậy, ở dưới quê cũng vậy. Bây giờ người ta xài nước công tơ. À, từ cái chỗ xài nước công tơ, cho nên mình không còn là phát tâm, là mình không còn cái việc làm là đi khoan giếng cho người ta nữa. Nhưng bây giờ mình cũng bố thí nguồn nước, nhưng mình bố thí theo cách khác. Chẳng hạn hôm nay đạo tràng mình về tu tập đông như thế này, mình phát tâm cúng dường 200 chai nước suối được không? Quá được. Hay là mình phát tâm cúng dường 5 thùng nước bình bự thôi, được không? Quá được đi chứ. Và không chỉ ở đạo tràng ở tỉnh xá Ngọc Lâm mình, mà những ngôi đạo tràng khác,
Bất cứ nơi nào các Phật tử thấy có khóa tu, yêu cầu mình biết có khóa tu, mình thấy có khóa tu, và với cái điều kiện khả năng của mình, mình phát tâm, mình cúng dường 10 thùng nước, 20 thùng nước, hoặc là 100 chai nước suối, 200 chai nước suối, và cứ như thế thanh tịnh bố thí nguồn nước, phước báo vô lượng, phước báo vô lượng. Kính thưa các Phật tử, thì mình ban những cái giọt nước cho người ta uống, thì kính thưa các Phật tử, mình bố thí những cái nguồn nước cho người ta uống. Người ta đói cơm á, đói cơm thì không sao, nhưng đói nước thì sẽ chết. Cho nên á, trên bước đường tu hành, bố thí nguồn nước là một ruộng phước tiền rất lớn. Những việc làm đơn giản, nhưng có vị nào mà đại hùng đại lực phát tâm làm chưa? Nó những việc làm đơn giản, nhưng có vị nào phát tâm làm chưa? Chưa ai làm, mình làm. Bây giờ chưa ai làm, mình cố gắng mình làm, phước báo vô lượng. Một mình ơn mình làm không được, thì mình mời bạn bè huynh đệ chúng ta cùng nhau làm những việc phước báo. Chúng ta nuôi dưỡng cái thiện căn, vung bồi cho cái phước báo của mình càng ngày nó được nhiều, được rộng, được lớn. Thì kính thưa các Phật tử, đó cũng là một đối tượng để mà chúng ta bố thí, chúng ta gieo cái duyên lành. Nhưng còn một đối tượng nữa mà chúng ta tiếp tục, chúng ta gieo phước nữa, chúng ta phát tâm bố thí nữa, đó là chúng ta phát tâm bố thí cúng chẩn tế cầu siêu. Chúng ta phát tâm bố thí cúng chẩn tế cầu siêu. Thường thì các chùa có cúng chẩn tế cầu siêu vào những tháng mấy trong một năm phổ biến và thịnh hành nhất, kính thưa các Phật tử? Tháng 7 phải không? Vào tháng 7. Vào tháng 7 hình như là tất cả các chùa đều có cúng chẩn tế cầu siêu. Mà cúng chẩn tế cầu siêu là cúng cho ai? Cho các vị vong linh. Những vong linh bất vượng, chết quan, chết ức, chết đường, chết xe cộ, chết tùm lum, đủ cách chết hết. Tự giận cũng có nữa, chết đủ thứ hết. Mình làm cái chai đàn, một cái đàn chẩn tế như vậy, thì kính thưa các Phật tử, có tốn tiền hay không? Nếu như tốn tiền hay không, thì bây giờ mình biết được là có tốn tiền như vậy, thì mình bây giờ mình muốn phát tâm, mình bố thí để cúng chẩn tế cầu siêu, thì mình làm gì? Mình cúng dường gì? Mình hỗ trợ mình bố thí khoai lang, bánh kẹo, hoặc là tiền nè. Nói chung là mình sắm sửa tất cả các thứ đó, mình hỗ trợ cho quý thầy, quý sư cô. Mình làm được như vậy, kính thưa các Phật tử, mình tiếp tục, mình vừa nuôi dưỡng cái tấm lòng từ bi của mình. Mình thương chúng sanh, mình thương chúng sanh, những người hiện tiền cũng như là những người đã khuất. Tại vì mình đã giúp đỡ được những người bệnh, những người nghèo, những người khổ, thì bây giờ những vong linh giấc dưỡng, đây là những người tiếp tục cũng đang cần cái sự giúp đỡ của mình, kính thưa các Phật tử. Họ đang rất cần cái sự giúp đỡ của những người còn sống như chúng ta. Chính vì thế, cúng chẩn tế cầu siêu là để siêu độ cho những vong linh bất vượng. Thì mình là những người còn sống trên dương thế này, mình thấy đây là một cái lợi ích hết sức là thiết thực, đúng không? Chính vì hết sức là thiết thực, cho nên mình phát tâm, mình hỗ trợ bằng vật chất cũng như là tịnh tài tịnh Phật. Mình hỗ trợ như thế để cho một cái chai đàn cúng này nó được thành tựu viên mãn. Nhưng mà nói về chẳng tế cầu siêu thì đâu phải lúc nào cũng có. Một năm như vậy, có một ngôi chùa thì chỉ cúng chẳng tế một lần thôi. Mà chùa nào mà chuyên về đám xá nhiều thì sẽ cúng 2 lần, 3 lần. Như vậy thì cái cơ hội để cho các Phật tử bố thí thực hành cái hạnh này nó sẽ hạn chế quá. Chính vì vậy mà chúng ta phải nên hiểu, mỗi một thời kinh, mỗi một thời niệm Phật, mỗi một thời nghe Pháp như thế này, khi các Phật tử đã có những thời khóa như vậy xong xuôi rồi, các Phật tử xin phát nguyện đem cái sự thanh tịnh của con tụng kinh niệm Phật, hay là lại Phật, hay là nghe Pháp này, xin hồi hướng cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Xong rồi, xin cầu an cũng như là cầu siêu cho thân bằng quyến thuộc của con. Xong rồi, tiếp tục các vị phát cái tâm đại từ đại bi nữa, là cầu siêu cho tất cả chúng sanh muôn loài thừa hưởng được cái phước báo này, mà
được sanh về thế giới an lành hạnh phúc. Mỗi thời kinh là mình đều phát nguyện như thế, mỗi thời lại Phật, mỗi thời niệm Phật mình đều phát nguyện như thế, thì cái tâm lượng từ bi của mình, tấm lòng từ bi của mình, kính thưa các Phật tử, cũng như là cái phước báo của mình bòn, mình biết nghĩ tưởng tới người ta, mình biết gieo duyên như vậy, thì phước báo này nó cũng nhiều. Nó nhiều, tiếp tục nhiều, ơi là nhiều, nhiều như là mây giữa hư không. Mà trên bước đường tu học, thì chúng ta phước nhiều là các Phật tử vui hay là các Phật tử buồn. Phước nhiều thì mình thấy vui chứ. Tại vì mình phước nhiều thì dĩ nhiên thì sao? Phước nhiều thì tội nó sẽ làm sao? Tội nó tiêu liền. À, thí dụ như cái phước, những cái điều lành, điều tốt mình làm nhiều, thì dĩ nhiên những cái điều độc ác, những cái điều tệ hại, những cái hư tật xấu trong xã hội này, cũng như đối với bản thân mình, nó sẽ không còn. Mà khi con người ta chỉ có cái phước mà không có cái tội, thì đây là những bậc thiện tri thức nè, kính thưa các Phật tử. Đây là những vị tương lai sanh về của Phật không lâu, rất mau, rất thân bằng quyến thuộc, thì phước báo của mình nó sẽ được tròn đầy, nó được viên dung, nó được mỹ mãn hơn. Nhưng đứng về cái khía cạnh để mà mình bố thí, à, nãy giờ là thầy chia sẻ về cái vật chất, à, bố thí về cái vật chất. Nhưng nếu như bây giờ mình nghèo quá, không có vật chất để mình bố thí, mình chia sẻ, thì giờ mình bố thí cái gì? Hả? À, bố thí gì? Bố thí pháp được không? À, bố thí pháp nó không tốn tiền, à, nó không tốn tiền, tốn bạc gì hết. Thí dụ hôm nay nghe thầy giảng một cái điều gì các vị cảm thấy là ưng ý, cảm thấy an lạc, thực hành được, thì đem những cái lời này các vị về, các vị chia sẻ với những huynh đệ, bạn bè, những người mà hôm nay không có mặt tại tỉnh xá Ngọc Lâm này. À, những người ta không có mặt tại tỉnh xá Ngọc Lâm này, các vị đem những gì các vị cảm thấy là ưng ý giúp chia sẻ cho họ. À, được không các Phật tử? Mình đang bố thí pháp. Thí dụ như giờ, bây giờ mình không biết bố thí pháp, nhưng mình bố thí cái việc làm của mình được không? Bố thí việc làm của mình được không? À, bây giờ bạn bè huynh đệ bệnh, mình không có tiền giúp đỡ, nhưng mình có cái thân này, mình tới mình dìu họ. À, mình dìu họ trong những lúc mà họ đang cần với mình, hay là mình cái thân của mình để mình ngồi để mình canh họ, để coi họ có cái việc gì nhờ á, mình giúp đỡ họ được hay không các Phật tử? Quá được đi. Cũng như cái bản thân của mình, à, mình đi về chùa, à, mình giúp chùa truyền làm những việc nặng việc nhẹ, lao chùa, chánh điện, quét dọn, vân vân, tất cả các thứ, thì đó là mình đang bố thí cái sức lực của mình á. À, bố thí cái việc làm của mình. Thì có hai cách bố thí. Một là bố thí về vật chất, hai là bố thí về sức lực. À, bố thí cái việc làm sức lực mình, bố thí cái lời nói của mình. À, lời nói của mình thì mình phải bố thí pháp, mình nói những lời chánh ngữ, à, nói những lời Phật dạy để mình chia sẻ. À, thì không tốn đồng xu các bạn nào hết. Thì kính thưa các Phật tử, nếu như mình làm được trọn vẹn những cái phước báo, những cái đối tượng mà nãy giờ thầy chia sẻ để cho các Phật tử nghe, các Phật tử hiểu, các vị phát cái tâm bố thí hộ trì á, á, mình làm với một cái phước báo công đức như thế, và khi mình làm, mình hồi hướng cái phước báo này, hồi hướng cái phước báo này sanh về cõi thế giới Tây Phương Tịnh Độ á, cũng như là bây giờ các Phật tử làm những việc phước lành như thế, làm những công đức giúp đỡ người nghèo, từ thiện xã hội, hộ trì Tam Bảo, à, và mình tu với pháp môn chánh hạnh là niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, à, mình niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, và những việc làm công đức của mình đó, mình xin hồi hướng về thế giới A Di Đà, về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì khi chúng ta lâm chung nhắm mắt sẽ được ngày rước, sẽ được ngày rước. Chúng ta biết phát tâm Bồ Đề, làm những điều phước thiện như thế, hồi hướng thế giới Tây Phương trang nghiêm tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thì khi lâm chung nhắm mắt, chúng ta sẽ được sanh về thế giới của Ngài. À, sẽ được sanh về thế giới của Ngài. Cho nên đó là cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, cái lời nguyện thứ 19 và 20. À, cái lời nguyện đó là lời nguyện thứ 19 và 20. À, cho nên các Phật tử, mình tu pháp môn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và mình biết phát tâm Bồ Đề, à, mình làm những điều phước lành, phước thiện, những phước báo như thầy vừa chia sẻ, nó làm được cái gì là hồi hướng về thế giới Tây Phương,
Cực Lạc. Và cứ như thế khi lâm chung nhắm mắt thì sẽ được Đức Phật và chư Thánh Đệ Tử Thánh Bồ Tát, người ta sẽ tiếp trước các vị. Tiếp trước các vị. Nói tóm lại hôm nay Thầy chia sẻ cùng với các vị bài giảng với tựa đề Bố Thí là một pháp tu. Bố thí là một pháp tu. Trong vô lượng pháp môn tu, bố thí là một pháp môn để các Phật tử tu. Tại sao mình phải bố thí? Tại vì theo lời Phật dạy, trên bước đường tu hành cần hội đủ hai điều kiện: phước và huệ cùng song tu. Nếu như mình có phước, mình giàu có về mặt vật chất, nhưng mình thiếu đi cái huệ lực của mình, thiếu đi cái trí tuệ, cho nên có tiền nhiều mà xài tầm bậy, không có phước mà lại có thêm tội. Còn bây giờ thí dụ như mình là người trí tuệ học giỏi, nhưng thiếu vật chất, thiếu tiền bạc, thiếu điều kiện thì sao? Thì mình cũng khó lòng mà đi tới cái nơi tận cùng của trí tuệ được. Cho nên nó cũng là một cái nỗi khổ. Chính vì thế phải hội đủ hai điều kiện: phước, huệ, song tu. Cũng giống như chúng ta dùng cơm, chúng ta có hai chiếc đũa, chúng ta dùng cơm, chúng ta gấp thức ăn, nó rất là dễ. Còn nếu như một chiếc, chúng ta gấp thức ăn, nó khó. Chúng ta đưa cơm vào miệng, nó cũng khó. Thì phước huệ song tu cũng như thế. Không chỉ là người xuất gia, không chỉ là người tại gia, mà tất cả người tại gia xuất gia đều phải hội đủ hai điều kiện này: phước huệ song tu. Vì tất cả chúng ta ai cũng sợ khổ, ai cũng sợ nghèo. Vì cái chỗ ai cũng sợ khổ, sợ nghèo, sợ bệnh hoạn, cho nên kính thưa quý nam nữ Phật tử, mình cần có cái hạnh bố thí. Mình biết tu bố thí, mình là những người biết tới chùa tụng kinh niệm Phật, biết nghe giảng pháp, mình tăng trưởng được cái trí tuệ của mình rồi, đây là một cái điều hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó cần phải vun bồi những cái việc làm, chẳng hạn như thầy vừa nói, mình vun bồi những việc làm gọi là công phu công quả. Công quả và biết phát tâm bố thí cúng dường hộ trì giúp đỡ những người nghèo khổ xung quanh mình, đó là những cái việc làm nó tăng trưởng cái phước điền cho mình. Nhờ tăng trưởng cái phước điền này, nó hỗ trợ cho các pháp môn tu chánh hạnh của mình, chẳng hạn như là niệm Phật hay là trì chú, nó sẽ được viên mãn tròn đầy, nó sẽ được mau chứng cái đạo Bồ Đề, cũng như là cái sở cầu sở nguyện của mình nó sẽ được mau thành tựu viên mãn. Chính vì thế kính mong quý nam nữ Phật tử nghe qua cái bài giảng bố thí là một pháp tu này rồi, kính mong quý nam nữ Phật tử cố gắng tinh tấn tu hành. Và nhân dịp là Tết sắp sửa tới, thì các Phật tử cố gắng chùa cũng như là tịnh xá chúng ta có những cái việc Phật sự gì lớn lao thì chúng ta nên đóng góp để mà chùa có một cái số lượng để mà nhân dịp là xuân về Tết đến phát quà cho những người nghèo, những người tàn tật. Thì các Phật tử mình có cái công đóng góp như thế là chúng ta tiếp tục có thêm những ruộng phước điền. Tại vì tất cả hàng năm chùa chiền Tết về là đều có những cái chương trình nhỏ nhỏ phát quà cho những người nghèo, người tàn tật ăn Tết. Thì chùa thì nhờ ai? Chùa thì nhờ cái sự đàn na tín thí đóng góp của các Phật tử vô. Thì các Phật tử đóng góp vô thì chùa lấy những cái số chùa hay là tịnh xá lấy cái phần này để mà phân phát giúp đỡ. Thì kính thưa các Phật tử, một lần nữa kính chúc quý nam nữ Phật tử tinh tấn các Phật tử tu hành, và mình phát cái tâm đại từ đại bi dũng mãnh, mình bố thí những cái đối tượng cần bố thí, là mình phát tâm mình cố bố thí, cũng như là ngày ngày biết quan tâm hộ trì Tam Bảo để cho Phật pháp được xuyên minh ở cõi đời này, mãi mãi không bị mai một, cũng như để cái tinh thần học Phật của mình, cái đạo đức của người tu của mình nó càng ngày càng phát triển, cũng như là cái sự tu hành của mình càng ngày càng tinh tấn, và cái đạo quả của mình sớm được viên thành. Muốn được như vậy, chúng ta phải hội đủ hai điều kiện: phước và huệ song tu, và cố gắng thực hành những cái gì nãy giờ Thầy chia sẻ. Tại vì bố thí cũng là một pháp môn tu. Một lần nữa kính chúc các Phật tử luôn luôn được nhiều sức khỏe và tu hành tinh tấn. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn Phật tử Diệu Hưng xin đại diện cho đạo tràng kính dâng lên Thầy một ca khúc của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản, đó là bài hát Thầy Cho Con.
Thầy cho con ngọn đuốc soi đường, cho lòng độ lượng cho từng lời thương. Thầy cho con hiểu lý vô thường, thầy cho con vững bước trên đường, thầy đưa con đến nơi êm đềm. Cho đời cho đạo bảo sáng tươi, cho kẻ bơ vơ ấm tình người, cho người lạc loài thôi mê tối, mang đạo vàng sáng soi khắp nơi. Thầy cho con Phật pháp nhiệm màu, kinh hành niệm Phật tâm thành nguyện sâu. Nguyện tình yêu chánh pháp đêm ngày, nguyện tu thân báo đáp ơn Thầy, người đưa con thoát cơn mê này. Cho đời cho đạo bảo sáng tươi, cho kẻ bơ vơ ấm tình người, cho người lạc loài thôi mê tối, mang đạo vàng sáng soi khắp nơi. Thầy cho con Phật pháp nhiệm màu, kinh hành niệm Phật tâm thành nguyện sâu. Nguyện tình yêu chánh pháp đêm ngày, nguyện tu thân báo đáp ơn Thầy, người đưa con thoát cơn mê này. Nguyện tình yêu chánh pháp đêm ngày, nguyện tu thân báo đáp ơn Thầy, người đưa con thoát cơn mê này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư bà, kính thưa thầy và cùng tất cả quý vị Phật tử có mặt trong buổi giảng hôm nay, con Thư Lan xin kính dâng lên sư bà và thầy cùng tất cả Phật tử bài thơ Bóng Thầy In Đậm Nơi Nơi, tác giả tự trình bày. Đây miền đất của Quan Đà, quê hương đã ở nặng nghĩa tình thâm sâu. Thầy về trong mái nhiệm màu, thầy đi để lại buổi đầu thời gian. Thầy đem ánh sáng đào vàng yêu thương đầm thắm chứa chan vào đời. Bóng Thầy in đậm nơi nơi, như sen rực sáng giữa trời gió sương. Thầy là ánh nắng cành dương, thầy là gốc cội con đường đã hữu tâm. Thầy luôn ước nguyện âm thầm cầu cho thế giới ngàn năm an lành. Thầy luôn ước nguyện âm thầm cầu cho thế giới ngàn năm